đấy. Thôi ai gọi, ai gọi anh ấy. Chả hiểu sao có ai gọi, vô lý. Ôi chết rồi. Trời ơi, đang đánh giày, đang bức xúc thì lại có người gọi. Là anh Linh đó, ơi, hello anh em nhá. Ê, chúc em ngày cuối tuần vui vẻ. Ôi, thật đột. Bây giờ mới thoát nạn được cái kiếp đồ to đi. Cho cái đấy. Này lại chuồn, lại chuồn. Nhìn lúc có sở thích rồi. Chụp vui tao nhã là giúp chuồn. Rồi, kèn lên. Quẩy lên. Ui à. Mè ngu người đấy. Hi các con, mình là Linh đây. Hôm nay em sẽ trở lại với bộ môn mà mình kể thấy rất là vui. Tức là mình sẽ chỉ cầm kiếm laser và đi thông do mình ạ. Nhưng mà ok, cái này thì nói chung mình cũng có ý cả. Bởi vì sau sẽ bản cập nhật sắp tới đây thì sẽ anh em sẽ có cái một cái loại kiếm nữa cũng, mình cũng thấy khá là giống kiếm laser. Mà nhìn nó, mình không biết nó đẹp hơn hay xấu hơn nữa. Thôi, cứ chơi đi. Bởi vì chúng ta tưởng niệm mà. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Mày qua đây. Chà. Mày đó, cảm ơn bạn. Trời ơi. Phần đấy mình nó đợi nó nháy xong nó mới nhảy ra cho mình chém với cả. Đúng không vậy? Ok, xem người like nhá. Với cả là chút mình đang có kiểu đám ma ấy. Thế là nếu mà mình bật mic ngoài nên là nó hơi nghe hơi to, chắc là nghe được kiểu cái tiếng cái kèn cái kiểu đấy. Nhưng mà thôi, anh em thông cảm cho mình. Chứ mình cũng không muốn đâu. Ủa ôi. Ôi sai rồi. Ôi tao chết rồi. お前はもう死んでいる。何？うい、おい、これ。あ、 hai con, mình cứ tưởng là nó chơi trí thế, nó chặn đường mình. À, thực ra có hai con rồi, mỗi con chặn mình. Hay lắm bạn ơi. Chạy đi, chạy nhanh em kịp. Chạy, chạy hộ, chạy hộ. Ôi, vẫn là một cái chiến nhá. Giờ chơi này hơi căng não chút, bấy lâu mình cứ chơi kiểu tăng động như này. Cứ nghi vèo kìa. Mày hiểm một phát. Hai phát không chết. Ủa, chém cắn chuẩn như thế luôn. Không thể chết được. Lại rút chuồng, lại rút chuồng. Thằng kia nó chui ra ngoài. Nó tính là để cho mình cao. Xong rồi nó cao thằng, mấy thằng còn lại trong lồng. Nhưng rất tiếc bạn có đây. Ui, bị ké thôi. Kìa. Mày. Bắt qua đây. Mình chết rồi. Ui, đi. Chà. Ui, sai. Chuột. Giữ mạng. Ui, giết được có một con ạ. Khó thế à? Ui, đúng rồi, cuối cùng nó cả chúng mình luôn. Thì cái bản, nếu mà để mà so sánh ấy, giữa hai bản thì mình thấy cái bản đầu tiên là mình thấy vẫn đẹp nhất. Nhìn nó thôi. Nhìn nó vẫn kiểu hay, nó hay hơn so với kiếm laser mới kia. Ui. Ồ, thì nó to rồi. Cái nạn thật rồi. Để chết đi. Có thể là ra vào. Mày một thằng nữa. Này thì ham hố. Mày mà phát đến nó phụ. Vội tí được nó phụ cho vớt mồm. Ôi, còn 400 máu này. Mày ngu người. 400 máu anh em, 489 máu. Và đấy mà để nó gõ được cái là chết chắc rồi. Ủa ơi. Ui, từ từ thôi. Ok, mình sẽ, con này là mình coi như là một cục thính đấy. Ôi giời, bắn chết rồi. Thính đầu to, mình thấy luôn. Chơi cái này anh em đầu to, riêng một đầu to mà nháy bọn nó kiểu máu nó dồn lên não lắm. Thực sự là bất chấp để nó ra trận chiến anh em ấy. Thế là, thế mình lừa được mấy thằng đấy. Không phải dám vừa đâu. Đây, mình thấy mà thằng núp này. Ui, đồ gì bắt thằng này chứ. Anh ấy tập du đây. Nó chẳng có gì đấy. Vì đợi có ép vì sao. Cho nó bắn hết đạn đi.
Hello, hello motherfucker. À, phải đủ to thôi, không phải cần hết. Đừng có đùa với Link. Ui, ui, cái kia, kia. Nhìn nó chạy kìa. Không có gì thấy à. Thằng này nó cũng biết lăng vào vi bộ đấy. Ui, chết chắc à. Ui, ui. Hòn đấy. Mình lúc đầu mình đi ăn tính bị lượm hòm cơ, nhưng mà thôi. Lượm hòm kiểu giờ này hơi lượm hơi nhiều. Thật ra nó nhạt. Thì em chơi phải như thế này nó mới hổ báo luôn. Trừ khi làm đầu to đấy, chứ còn mình chết hết. Ui, được kia chứ mà. Nhìn nó đồng quá. Nhìn nó đồng mà sợ quá. Ui, mày này một chép. Ui, rồi. Hai đuôi, em nói gì đi. Sao mình kiếm cái câu anh em nói gì đi đâu ấy nhỉ? Anh ta đã chém ấy. Ta đã chém nhau, ta đã chém nhau. Ui ui, nát thôi. Đồ to là sao? À, đồ to là chó nhá. Vui nháy kìa. Có nháy em ơi. Mình ngửi thấy vui nháy ở đây. Mày. Ui, chém chúng không mất máu luôn. Vô lý. À, đằng sau anh ơi, cứu em. Sao anh ác ấy. Quá, anh nó nhìn thấy thằng áo cà, thằng này nó nhìn được sang bên mình là nó cứu được mình rồi. Thì đâu đấy nó phải chết à. Một chém ơi, không mất máu luôn. Nhiều khi game nó bị lát lát thế nào ấy. Nhiều khi anh em bị chém nó đánh mất máu. Chết rồi, chết rồi. Ui, nhảy kìa. Ui, nhìn nó nhảy mà nó. Ui giời, thằng học cái nó ăn rồi. Ui. Chạy ui, được xài rồi. Chừng đồng quá. Mình đang hiện tại là được top 6 rồi anh em ơi. Trong tương lai không xa thì đâu chứ phải gọi là tương lai không gần thì anh em sẽ được lên là top 1. Nó chỉ có 1000 điểm thôi. Mình vẫn ra người sẽ sợ kiểu anh em sẽ nghe được cái tiếng ấy. Tiếng tiếng kẻ nó ma. Chạy tiếp. Anh có sợ cái gì cái thành gì? Tao kìa. Hello Tom. Anh yêu khỏe không? Ôi tức nhảy tên như thế này nhảy. Rồi mình sẽ đi solo tiếp này. Chết thì thôi, nó chơi này là vui mà. Một chém. Ui. Hai chém cũng chết kìa. Ui, thằng Tom lại đông dại. Thầy mình kiếp trước tao có làm xử lý lỗi lầm với mày à? Mày ác với tao mày. Sao nhỉ? Mày đi gần chế mình ấy, thật to đấy. Thế mình nó to sao mình không ấy? Mà đôi khi mình có làm gì được nó đấy. Cởi khó chạy. Tiếp tục. Thì chúng ta có thể bỏ cuộc được. Chém nếu mà vào đầu thì may may thì hai phát thì chết. Còn xui phải ba phát anh ạ. Ba phát mới chết được. Thế là đấy là do mình xui thôi chứ được. Nên sẽ kia là gen chẳng khỏe mà. Ui, 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 ui. Ui, nó còn bật cái này nó chạy nữa gì. Chạy nó tới đua không? Mày hết ép chưa? Mày hết rồi. Hết ép rồi mình chạy. Con béo được, con béo được. Em thấy con béo đây không? Nó nghe đứng nghe đây là nó đứng lù lù đây. Mày. Ui, mình xin. Con nước. Không được, phần đấy chối tiếc không này. Phần đấy mình đang đợi để cho cái hồi nó chạy nhanh của súng mà nó còn kiểu không phải mấy giây một tí nữa là nó hồi rồi, cuối cùng nó đách hồi cho thêm mình chết. Yeah. Thôi. Ai có ai ơi. Chả hiểu sao quay gọi vô lý. Ôi chết rồi. Trời ơi, đang đánh thầy.
đáng bức xúc thì lại có người gọi là anh Linh đâu ơi, hello anh em nhá. Đây, chúc em ngày cuối tuần vui vẻ. Ôi, thật đồ. Bây giờ đi phát phát phóng đạn để kiếm đồ to đi. Cái cá cái đi. Này lại chuồn, lại chuồn. Nhìn nữa có sở thích rồi. Chú vui tao nhã là cái chuồn. Rồi, kèn lên. Quẩy lên. Ui à. Mày ngu người đấy.